chạy cái đường cái bằng đen đường hết trơn luôn, đường lộ mà đi muốn chặt đường lộ luôn. Tôi hỏi cái vụ gì mà dứt chạy lên dưới cô bác. Ông già ông đứng lại ông nói chú không hay gì sao. Tôi nói con đâu có hay gì, nói con có như vậy là để cho ông nói con nghe. Bây giờ mấy hôm gài trái đất này nó rung rinh là tôi cho nó hay, biểu nó chạy mà nó không chịu tản cư, nó không chịu chạy. Bây giờ hai cái cồn dưới sập hết trơn rồi, chứ không còn một người nữa. Là hai cái cồn là từ mặt dưng và mà ở bên cái bằng cái gì cồn cụ Lam trưởng đó, dài xuống dưới sụp hết trơn, nó chạy không có đường chạy luôn. Tôi nói ủa sao bữa nay xe chạy xuống không mà không có chạy lên, có vụ gì mà giờ chạy xuống không vậy cô bác. Ông già ông nói bộ chú không hay gì sao ông yên nó dậy cho cháu đốc. Bây giờ chết dữ lắm thầy, ông nói mai sao nhiều cuộc đất cài đất là thổ đó, đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa cấp đó. Bây giờ nhà lầu chừng 10 tuần cũng không chạy ở đó chết sao. Thì lập cho rồi cái hội long qua đặng coi hiền đức được là bao nhiêu gian tà hồn sát cũng tiêu. Thì cho nên cái người không có tu rồi tới chừng đó không có còn người nào sống hết trơn, nằm thay nằm như thể làng can máu châu ngập đất, khác nào nước dân thay lấp giáp Bình Dương biển lớn máu châu đầy mỗi chốn cùng nơi. Còn chi mạng sống con người nếu không trưởng phước thì khó ngồi thế gian. Nói cho đồng đạo ta nghe, ta chịu vừa ý đó. Thì tới bây giờ đó ai cũng thích tôi, cho tôi lên chẩn nguyên một cái khu vực ở núi Cấm đó là ai cũng biết tôi, gặp tôi chạy ra nhà cho mừng đó. Bây giờ nói chỉ kết cuộc là có bao nhiêu đó, còn cái chuyện hôm trước thì thôi bây giờ để tôi nói một bài thơ đi, bài thơ của Phật Mẫu, rồi lát nữa tôi nói bài thơ của Đức Lão Tử luôn, chịu không? Dạ chịu. Bài thơ của Phật Mẫu tôi nói trước nè. Phật Mẫu tôi bị gì ở trong đồng đạo ta hỏi gì chứ mắc cái nghiệp là cái gì. Phật Mẫu nói cái nghiệp là cái nợ con nó thiếu nhiều kiếp đó. Bây giờ hồi đó giờ đầu thai không có đi chung với nhau, không có gặp. Bây giờ gặp lại là phải trả nợ, người ta đòi nợ phải trả nợ. Cho nên là Phật Mẫu nói nghiệp thế gian là nợ nhiều đời. Rồi đây ách nước nạn trời, giông to bão lớn khắp nơi con à. Cũng như từ đây sắp tới là khổ, nó khổ sở cho dân mình á. Dù mẹ ở Tam Tàng Ngọc Lộ, nhìn thấy con đau khổ đâu yên. Linh căn là giống rồng tiên, khai thiên lập địa xuống miền trần lao. Nên đứa thì sang giàu có phước, còn đứa thì nghiệp trước mới khổ nghèo. Xác trần mẹ phải nương theo, độ hàng trăm thể giàu nghèo cũng thương. Phóng điển quang dắt đường tu đạo, Kỳ Long Hoa Lai Đáo Nam Kỳ, Long An thành phố Củ Chi, Vũng Tàu, Đà Nẵng, vậy thì miền Tây, nơi đất bác mẹ xây linh địa, Quế chung phần trồng tỉa giống lành, Bình Dương là chỗ Quỳnh Thanh, Cà Mau chung trực tái sanh lâu rồi. Nguyễn gia sức đắp bồi đất nước, Tấn Trọng Hiền chung sức một lòng, Dũng là trí huệ quá thông, Nguyễn Tấn Dũng thiếu tướng đó là Nguyễn Dung Trực đó, tái kiếp lại đó. Là người cổ tái hiếu chung vuông tròn, một gai gánh nước non hùng vĩ, tướng sông pha năng trí vững vàng, tài cao đức độ nghiêm trang. Sau đây nhận lệnh Ngọc Hoàng thưởng phong, này con phụng cháu rồng hồng lạc. Đất nước này thành đạt dễ dàng, ta đây xuống bút dài hàng vào lòng nhân ái, gợi hàng sĩ phu. Đó là, tới đó là viết bài thơ rồi, để tôi nói thêm tiếp một bài thơ của Đức Lão Tử cho tôi đó. Mà tôi không biết, rồi Đức Phật Tổ về ông hiện ra ông dạy tôi luôn đó. Rồi Đức Thích Ca đó, ông về ông hiện ra ông dạy, ông nói sao mà con đắc pháp rồi mà sao lạ vậy. Tôi cũng nói theo miệng của Đức Phật Tổ, tôi nói không biết sao lạ gì thầy. Thì vừa nói với tiếng thì Phật Tổ mới trả lời là để Phật Tổ giải nghĩa cho con nghe. Đức Phật Tổ nói lâm sơn bủ tạ đài sơn cảnh, cái thiên tài biển rộng khắp non xanh, mấy ai đắc pháp gì nhân lại, chứ tôi đau khổ bởi hồng thanh. Là vừa dứt thì Phật Tổ mới trả lời giải nghĩa cho tôi nghe. Ông nói con nghe cho kỹ nha, thầy giải nghĩa con nghe. Lâm là rừng, sơn là núi, bửu là vua, tạ là ngự. Thiên tài biển rộng khắp non xanh. Ông nói con là bậc thiên tài đó mà sao lạ vậy. Tôi nói không biết sao lạ, tôi cũng nói theo miệng của Đức Phật Tổ. Chớ tôi đau khổ bởi hồng thanh. Là ông nói sau này con mắt con vợ con nó khảo con, nhưng mà con ráng con nhịn đi. Thì tôi nói dạ tôi cũng nghe lời vậy đó. Là ông mới cắt nghĩa cho tôi nghe, ông nói cái nghĩa nè. Lâm là rừng, sơn là núi, bửu là vua, tạ là ngự, Bắc Hồ còn ngự tại là đài núi Cấm nè.
Đó là lời của Đức Thích Ca ông chỉ đó. Thiên tài biển rộng khắp non xanh. Ông nói con là bậc thiên tài mà sao bây giờ lạ vậy? Tôi nói không biết sao lạ vậy, cũng nói theo miệng. Chứ mấy ai đắc pháp gì nhân lại con đắc pháp hết rồi mà sao bây giờ cũng như là con không nhớ vậy đó. Chứ tôi đau khổ bởi Hồng Thanh, ông mới cắt nghĩa cho nghe là sau này con mắt con vợ của con nó khảo con. Bây giờ tôi làm thinh nó nói gì nói tôi ít có trả lời lắm. Nói như vậy đó. Thì tôi hai bài thơ đó là tôi cắt nghĩa cho nghe là như là Bác Hồ là còn đang ngự cái lâu đài núi Cấm. Bác Hồ là Thánh Dương đó, chứ không phải nhỏ đâu, là vua của đất nước Việt Nam mình đó. Hồi nào giờ tôi không nói bài thơ này, từ tôi về giờ tôi không nhắc qua bài thơ này, nhưng mà bữa đó sao chợt nhớ lại mới ngồi suy nghĩ lại mới nhắc bữa nay mới nói đó. Thì chúng con chứ chúng cháu cũng có giao lưu với ông một hai lần, thì cũng có nghe ông nói các chi bao của ông cũng rất là lạ kỳ. Khi thấy ở trên kia xuống ngang cái cầu mình đó, thôi xin ông cũng nhắc lại giùm cho bà con hiểu. Thì cái đó thì tôi nằm chim bao á, tôi đi lại trên núi Ông Cấm mà trên điện Ngọc Hoàng á, tôi lên chảnh tôi cúng xong rồi về, tôi đâu có mộng cái chuyện đó. Tôi ngủ đêm đó sau tôi nằm bao tôi thấy mà ở bên cồn bên á, người ta tôi đi qua bển mà không biết tôi làm gì, tôi qua bên cồn tôi mới nói tôi thấy người ta có hẳn có chừng 700-800 người vậy, nó chạy cái đường cái bằng đen đường hết trơn luôn, đường lộ mà đi muốn chặt đường lộ luôn. Tôi hỏi cái vụ gì mà dứt chạy lên dưới cô bác ông già ông đứng lại ông nói chú không hay gì sao? Tôi nói con đâu có hay gì, nói con có như vậy là để cho ông nói con nghe. Bây giờ mấy hôm gài trái đất này nó rung rinh là tôi cho nó hay, biểu nó chạy mà nó không chịu tản cư, nó không chịu chạy. Bây giờ hai cái cồn dưới trời sập hết trơn rồi, chết không còn một người nữa. Là hai cái cồn là từ Mặt Dưng và mà ở bên cái bằng cái gì cồn Cù Lao ông trưởng đó, dài xuống dưới sập hết trơn luôn tới Dầm Cống. Sập hết trơn luôn, chết hết trơn. Rồi tôi mới giật mình thức dậy, tôi nói ủa mình đâu có mộng cái chuyện này mà sao mà nằm bao thấy lạ đời, mà hồi nào giờ đâu có qua bên cồn bên làm gì. Cái là đêm sau tôi về tôi buồn, tôi suy nghĩ, tôi mới nằm ngủ nữa. Tôi cúng rồi tôi vô ngủ. Thì vô ngủ rồi thấy ở trên châu đốc xe nó chạy xuống rồi bằng đặt ngạt hết trơn, nó chạy không có đường chạy luôn. Tôi nói ủa sao bữa nay xe chạy xuống không mà không có chạy lên, có vụ gì mà giờ chạy xuống không vậy cô bác? Ông già ông nói bộ chú không hay gì sao ông Yên nó dậy cho châu đốc bây giờ chết dữ lắm hết trơn á. Nói vậy đó, tôi nói trời ơi tôi có hay ho gì đâu. Rồi thấy vậy cái tôi mấy ổng xuống dưới đây này, dẫn xe ông đa xuống đây hỏi có cái ghe nào mà đưa qua sông lặng cho tôi qua sông tôi chạy lên bờ. Nó như vậy đó, là nằm bao thấy hai điện như bao vậy đó. Thì nó giống như cái câu mà Đức Thầy ổng nói Tam Châu Hữu Nhạn Lị Lỗ Nhỏ Xa Thập Bát Dư Ban Động Công Qua. Tam Châu là châu Tân Châu, Châu Đốc đó, Châu Phú mình đó, là ba cái châu đó. Thập Bát Chư Ban Động Công Qua, Dương Gian Mảnh Thú Trừ Tàn Ác, Lê Thứ Hậu Lai Khổ Thiết Tha, Tần Ban Hậu Hận Tiên Diêu Động là chạy giặc miên đó. Nam Quốc Lương Dân Kiến Linh Xa, Phồn Qua Đô Hậu Lưu Giang Quyết, Dư Đảng Dọc Ngang Cấp Ma Ha. Là cái đó là bài giảng của là thầy luôn đó. Vậy chứ Tam Châu là ba châu mà châu nào vậy? Châu Phú với Châu Đốc với Châu Giang đó. Thì ba cái châu đó. Rồi ở trong cái bài Lỵ Tam Châu đó thì nghe nó bữa Đức Thầy đó nghe rất là hay luôn. Đó nó có cái câu là Tam Châu Ngũ Ngạn Lỵ Nhỏ Xa. Ngũ Ngạn Lỵ Nhỏ Xa Thập Bát Dư Ban Động Can Qua là nó vô một lượt đó là 18 nước. Thập là 10, bát là 8. 18 nước là nó vô đặng nó vô cái núi Cấm mình đó, nó giật đó. Nó nghe cái tin đồn bên đây mà núi rồi lộ đền vàng rồi đó. Gọi là Chân Châu Mã Não Sa Cừ Lưu Ly Hậu Phách Mấy Tà Đài Cung, dành cho kẻ lòng chung chánh trực là dành cho người tu đó. Quân cùng thần náo nức vui tươi, liên qua đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu. Để cho người tu sau này hưởng, ai mà có tu thì sao được hưởng, chứ còn không tu là không có hưởng, chứ không phải chánh quyền nào mà dịch cái đó được hết, chừng đó ai đâu mà còn sống. Dạ, trong cái bài Lỵ Tam Châu đó có cái câu mà Tần Ban Hậu Hận Tiêu Du Động đó không? Tần Ban Hậu Hận Tiên Du Động, Nam Quốc Lương Dân Kiến Linh Xa là Việt Nam mình chết dữ lắm, bị Trung Quốc nó xúi đó, nó xúi quánh đó. Hồn Qua Đô Hậu Lưu Giang Quyết, Dư Đảng Dọc Ngang Cấp Ma Ha
là nó xuống bánh mà có cái gì nó tiếp nó ở sau nó viện trợ, nó không có nước nào mà lợi nước Trung Quốc hết trơn, dân của nó đông này kia, nước nào cũng phải. Nó chồng Mỹ nó nói là hồi đó Việt Nam này nó đô hộ 1000 năm đó, rồi nó mới giao lại cho Pháp, Pháp vô qua đô hộ 100 năm mà mới có 50 năm là bị Nhật nó quánh rồi đó. Bị Nhật nó quánh đầu mà thua luôn đó, rồi nó về bển nó mới kêu Mỹ tiếp với đồng minh, tiếp với nó đem bom nguyên tử bỏ mấy Nhật đầu hàng vô điều kiện đó. Bởi hồi khi mà nó đảo chánh pháp rồi Đức Thầy ông nói thằng Nhật nó ăn chưa hết nữa con gà nó là nó hết hết làm gì được rồi, là tới chừng còn nửa năm gà đó, là còn có nửa năm nữa là nó bị thằng Pháp nó xuống thằng Mỹ bỏ bơm nguyên tử đó, nó bị đầu hàng vô điều kiện là nó thua rồi đó. Thì trong giảng trong kinh có kể lại nó như vậy đó, tôi khúc nào tôi nhắc lại cho anh em đồng đạo ta nghe, để ta tu hành làm hiền lánh làm lành lánh dữ, để mà sau này còn sống dưới hậu Long Hoa đó, dân phải ráng tu mới ráng niệm Phật, mà nhất là cái pháp môn tịnh độ lượng đứng đầu tiên đó. Ai mà niệm Phật chí tâm cũng như có ngọc mà cầm trên tay, niệm Phật có Phật Như Lai độ mình, niệm Phật tật bệnh tiêu tan, niệm Phật có Phật Tây Phương dắt về, niệm Phật có Phật dự kề. Ai mà tu tỉnh viên cần ông bà cha mẹ Phật thần rước lên, tài vàng ăn ở dưỡng bền khỏi lo lao lý dưới miền trần gian, nghĩa là mình niệm Phật cho ông bà mình được siêu thăng tịnh độ thì mình mới có cái chức phận mới quý báu. Còn mình không có tu nó dốc nó láo mà không có chịu niệm Phật, không cái thời cúng mà còn chưa có cúng được thời nào, nó biểu làm sao mà còn được. Dạ cảm ơn ông hai. Rồi. Dạ thì ông hai, con cũng nghe nói là ông hai cũng biết nhiều bài thơ của cũng như là đức bên thầy rồi bên địa mẫu, thì xin ông hai cũng trình bày một hai bài thơ cho chúng cháu cùng nghe. Thì bây giờ tôi nói bài thơ của Nữ Hoa Bồ Tát nha. Cũng như nói là hôm trước mà tôi có nói, mà tôi nói không có hết, bị nói gọn hồ cái chụp nói cái chuyện khác cái bỏ luôn đó, không có nhắc lại. Tôi nói bài thơ của Nữ Hoa Bồ Tát đã tặng cho tôi trên núi Cấm đó. Thì Nữ Hoa Bồ Tát thấy ông Hai Thả kêu tôi đó là thằng khùng không à, bà hỏi gì chứ nói cái gì mà nó dám kêu ông khùng. Tôi nói kệ nó, Bồ Tát ơi nó kêu gì kêu, có chết chóc gì đâu, tôi nói vậy á. Bà nói tôi cho ông một bài thơ Đường Lên Thiên Cẩm kể gì sự tích núi Cấm, ông nói có chưa được nữa, một phần bài nữa là Hai Thả này bị bắt đó. Rồi tôi cũng nghe lời tôi lên đó, bữa đó y ta dẫn đồng đạo lên, cái là y ta ca ông sùm, tôi nói ở trên này trên núi Cấm này cấm không có cho ca, núi Cấm là đã núi ông cấm rồi, phải lên tới đây là nếu ông không có còn thiết pháp được quên hết thì ông niệm Phật đi chứ ông đừng có ca, ông làm tầm bậy ở trên quở ông á. Cái ông cũng nói vậy chứ giờ tôi quên hết rồi, tôi giờ tôi không mấy tôi ca cho đồng đạo nghe, tôi nó không có được, cái chỗ này là không có được quyền ca, lên đây là ông niệm Phật đi. Thì bà Nữ Hoa Bồ Tát sẽ tặng cho tôi bài thơ là nói ông lên ông nói chưa được một phần bài thơ là Hai Thả bị công an bộ bắt liên, là y gan như cái lời của Bồ Tát nói, mà tôi tưởng đâu là không có không à, tôi mới lên tôi đọc. Tôi nói để tôi đọc cho cô bác đồng đạo nghe bài thơ này của Nữ Hoa Bồ Tát tặng cho tôi. Cho mấy bà nghe nói vậy mấy bà mới vỗ tay vậy nè, đứng ngồi gì hết trơn, ngồi gì đứng gì hết trơn nghe. Tôi mới nói tôi viết lên bài thơ kêu gọi chờ đến ngày dự hội quần tiên, ai người có đủ nhân viên miền Tây trở lại Lâm Viên sân tầm. Tôi đón khách có lòng mộ đạo, giếng non thiên thọ giáo bủ kỳ quân ba cha mở hội thi, mẫu gom linh tử khai kỳ Long Hoa, tôi tá điển hát ca rước khách đợi người hiền cắt mạch sầu tư, để đưa về gặp tôn sư khai quyền mở khiếu cho người sáng thông, để gặp chủ nhân ông tại tánh mở Phật đường đại hạnh dắt diều, đức tài trí huệ nâng niu chờ ngài thiên định như tiều quá lâm, mấy ai có tấm đồng vì đạo quyết tâm tu hòa hảo tinh chiên, tâm bình trí định được yên cậu thầy điểm đạo mở quyền ai ơi. Tôi kể sơ chờ thời người biết tạm văn thơ lý thuyết bình thường, thiên sơn núi Cấm náo nương chờ ngày thầy mở qua trường hội thi, ai hiểu được quyền di tầm đến chốn Phật đường đợi lệnh tôn sư, cảnh thiên núi lịch đón người đạo vàng chứng ngộ bi từ cứu dân, thượng ơn lập lại đời tân thánh dương cổ thái phong thần điểm thê, các con căn đồng về tương hội Phật thánh tiên rửa tội ban tài, không còn chịu cảnh nạn tai không còn khổ sở đại đài sát na, tôi viết sơ kể qua đâu chuyện, nếu có duyên dĩ quyển độ trơn kể sơ về núi Cẩm Sơn những nơi du khách dừng chân nguyện cầu, là đó mình đi bộ lên dừng ở chân núi suối Thanh Long đó, suối Thanh Long điểm đầu tắm gội các quán ăn lề lối đan trang,
bánh xèo cơm trắng đàng hoàng, tuy là thanh đạm mà sang tinh thần là của dân ta bán đó. Nguồn nước suối trong ngần mát mẻ, ai tắm vào thấy khỏe vô cùng, gió ngàn thổi nhẹ cây rung, suối thanh nước biếc vô cùng nôn nao. Có tâm sự buồn đau chất ẩn, thấy cảnh thiên đổi giận làm vui, người đi cũng đã thấm rồi, cơ thiên chuyển giận cho người hữu duyên. Đây kể sơ cảnh thiên cây quế là chỉ vừa cái hướng mặt trời mọc nè. Vì điện cây quế tiếp quyền năng thiên tế minh tường, củ quyền thầy mẹ Phật Dương khang trang thấm thác trầm hương diệu quyền. Các ngôi thờ bích tiền tịnh tạ coi như là cảnh lạ một điều, cây xanh đá dựng cỏ rêu, qua rừng thơm ngát sương chiều nhẹ bay, ánh nắng nhạt vàng khoai sắc thái. Bao gái trai cung bái bền tu thơ ca thi phú tạc thù, làm cho thần thức ngao du tiên đài. Thấy cảnh đẹp ai ai cũng thích, quế thơm tho kỳ tích, dầu này mẹ cha thờ cúng nơi đây, trên đó có thờ cha Ngọc Hoàng với mẫu Diêu Trì mẹ Quan Âm đó. Quỳnh na mai cúc tủ đủ đầy hạnh duyên, như thấy được cảnh tiên cõi tục đẹp vô cùng gợi thúc đàn viên. Ai người còn đủ căn tiên hòa theo ý pháp chân truyền mâu ni, vì kỳ chót khải thi công đức trao lời thơ thay đổi thích nghi, chiến này cha mở khoa thi con lo hành thiện khai kỳ long ba. Mở hội thánh tam tà chánh giáo, mong cho người có đạo đến đây nhờ ơn giải dỗ tổ thầy, cho ai biết được đạo đây là người. Viếng cảnh xong mới đi vào đạn nữa, dồ gia long chọn lửa hiền tài, dồ gia long là chữ gì bên này mấy trên nè. Trung can nghĩa khí thảo ngay, tôi quan đất Việt cổ lai tam kỳ, sự vận chuyển quyền di cơ pháp đúng đường duyên nối ráp, mai sau tài năng trí huệ dồi dào, hiểu ra mới biết nơi nào nặc danh, thì mới biết non xanh tư thấm ở miền Tây, dù cấm gia long cây xanh núi đá chập chồng, tiền nhân sử ký gia long đến giờ. Tôi kể sơ chỗ thờ chú Nguyễn, hàng trăm quan để tiến đến giờ là vua Nguyễn đó. Cấm gươm đá nước thành thơ thành hồ nước bích hiện giờ, còn đây du khách đến nơi này nguyện giái, đều được như ý nguyện của ta. Trăm quan chiến sĩ ông bà chứng lòng con cháu, độ mà làm ăn nhìn cảnh cũ băng khoăn núi tiếc, bao hiền nhân tiếng cười hy sinh. Bác Hồ có đại gia đình, Đức Quỳnh cố thế, Đức Tin Phật Thầy. Mấy anh em nghe rõ, coi mấy chú nghe rõ, coi phải ra hay không. Mong xe chuyển tôi đây có dịp kế đường dây, nối tiếp mở mang hòa thôn, hảo ý đạo vàng, nhân sanh hiệp mặt đại đàn vĩnh niên. Cái bài thơ đó còn dài lắm mà, nhưng mà tôi bị mắc rồi, tôi cho tao mượn, tôi người ta lấy, tôi giấu luôn, tôi thấy hay, người ta giấu, tao nó lỡ mất rồi, mà thơ làm gì mất. Rồi tới giờ luôn chết hết trơn mà không ai trả tôi hết. Bài thơ nó dài dữ lắm, còn dài lắm. Dạ thì ông hai ơi, cái bài cũng cái bài thơ đó tới đó là cũng được rồi, tại quá hay rồi, bài thơ đó cũng quá tuyệt vời rồi. Thì cho chúng cháu câu hỏi là đức thầy có cho biết là mai sau nhiều cuộc đất cài, đất là thổ đó, đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa, chứ thì, đâu chạy giùm hai câu đó. Thì mai sau nhiều cuộc đất cài là đất là thổ, mà Trung Quốc nó vô nó xuống, bây giờ nó nhóc ra chảnh nó xuống mình quánh mình đó. Nó đủ thứ nói chuyện, nó suối mà cái chuyện gì nó cũng còn tiền chứ, mà nước miên nghèo nó đem ra nó cho một người, nó dụ gia đình 2-3 triệu nó cho ăn, rồi thấy như vậy phải nghe lời nó luôn đó. Thành ra là cái ông nó mai sau nhiều cuộc đất cài, đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa, lập cho rồi cái hậu long qua, đặng coi hiện đức được là bao nhiêu, gian tà hồn sát cũng tiêu, thảm thương má tánh chín chiều được lao. Là cái chỗ đó là thầy cho biết là trong bài giảng thi văn giáo lý đó. Dạ. Có nói hết, tôi thuộc hồi đó, tôi thuộc hết trơn cuốn luôn, cũng như là bởi vì Đức Phật tổ có lại nói con đã đắc pháp rồi đó, mà sao con quên. Dạ. Thấy lạ vậy đó. Vậy là ở trong sách vở kinh giảng đều nói Campuchia nó gượt xuống đó đúng không? Nó quánh ngay chân xuống châu đốc luôn đó, nó quánh xuống châu đốc luôn đó. Bởi mấy nói gọi là tam châu hữu ngạn lị nhỏ xa đó, lị nhỏ là khóc, mình khóc đó là nước mắt nó rơi đó. Dạ. Thập bát chư bang động can qua, nó qua một lượt mấy nước lận, rồi nó qua rồi nhờ mấy nước kia nó cũng như can lại đó, nó không cho quánh, cũng như nó qua nhiều nước. Thì cũng như cái bài thơ bên Đức Thầy, ông nói là bài thơ ông cho mà. Hả? Việt Nam như thể cái lầu mà. Đất Việt Nam như thể cái lầu. Tôi nói cái đó thì ông nói nước Nam như thể cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu phục tùng, hay hoặc là ông nói nước Nam như thể cái chùa, ngày sau bốn mùa, các nước bốn mùa tới lui là tới cúng Bác Hồ đó, lại Bác Hồ làm lễ Bác Hồ đó. Cái đó là nói cho biết là Việt Nam là thánh nhân là Phật không, chứ không có người phàm nữa. Chứ đâu phải mà nói mình nói khơi khơi mà không có đâu, có thiệt chứ không phải không có, nhưng mà cái chuyện tới năm nào tôi không dám nói trước. Tôi biết mà, nhưng mà tôi không dám nói. Bởi vì lúc ở chảnh là Đức Thầy cũng có nói với tôi rồi.
Bởi vì sau này á, bây giờ tại sao mà tôi không có quánh số gì mà kiến thiết tôi lại chơi, là vì vấn đề tôi muốn là sau này tôi về Bảy Thưa đó, là thầy không có dặn tôi ngang, để mà tôi về Bảy Thưa tôi cất một vài ba chục cái nhà cho dân nghèo vậy đó ở, đặng mà tu còn sống với mình. Bởi vì mình tu mình phải thương dân, phải giúp cho dân. Thành thử từ cái chỗ đó là mà tôi nằm trên bao, tôi cũng thấy các vị trăm quan không cho tôi chơi số đuôi này, là không cho chơi. Con mua kiến thiết con đừng có buồn, bước ra cái ông nói con đứng lại đi, cho ông nói cho con nghe, con đừng có buồn, con về con gặp kiến thiết mà 60 đuôi đó, con mua đi đỡ trên độ con trúng đụng đất. Thì mới bữa trước qua bữa sau tôi ngủ 6 triệu đó, có 2 ngày hà tôi trúng ăn ngủ 6 triệu, bữa hổm trúng ở đây 60 nữa là độc đắc ở trong này đâu cả chục tấm nữa nè, ở trên ba tiệm cũng cả chục tấm cho nó. Con có nghe nói ông mấy ngày ông đi trên núi, ông Du Sơn hả ông Hai? Đi viếng núi đặng lại Phật lại cha Ngọc Đế. Ông đi với ai vậy ông Hai? Đi với được tỉnh bên á. Được chú được cô bánh á. Thì tôi đi tôi chơi với mấy người tỉnh tỉnh khùng khùng, mấy người khôn tôi ít có chơi. Cũng như là mình thương cái người như vậy đó, mình nên giúp người ta, đang cho người ta thông minh lại tu hành á. Con có nghe ông lúc trước ông có nói là ở trên đó cũng có cho ông biết cho là vụ tái điên gì đó ông cái đó là nói mà giờ hồi đó giờ tôi có chưa nói phải không? Dạ. Bữa nay tôi nói cho mấy chú biết luôn, tôi là ở trên bà chúa xứ núi Sam đó, bây giờ hiện bây giờ tôi là Huệ Nhãn, một cái tỉnh An Giang là có một mình tôi à. Tôi Huệ Nhãn tôi thấy hết trơn thiên thánh Phật ở trên mây bay, trên mây giờ nào tôi cũng thấy, nhưng mà tôi không có dám chỉ ai. Bà chúa ba nói ông chỉ người ta nói ông khùng, bởi vì người ta là chúng sanh ta không có tu, còn ông là đã từ quả Phật ông trở lại đây, ông là Tế Điện Hòa Thượng hồi mới kiếp kế đây nè, ông xuống đây một lượt với tôi đi với Nữ Hoa Bồ Tát. Mà khi Nữ Hoa Bồ Tát vừa chuẩn bị đi xuống với bà chú xứ đi xuống thì cha Ngọc Hoàng mới kêu hai con đợi cha cho một vị theo tiếp hai con, là tôi đó, là Tế Điện Hòa Thượng là tôi đó. Thì bà chú ba nói để ba ngồi lại coi ai tới chừng dòm lại là ông là Tế Điện Hòa Thượng, ông là Phật thép của ông Y Găng thì Thiên Đại Thánh vậy đó. Ông là đệ tử của mẹ Quan Âm mà đệ tử của Đức Phật Tổ Thích Ca luôn. Cái bà nhắc tôi hồi đó tôi quy y ở bên Đức Phật Tổ bên Ấn Độ á. Tôi chưa tu có một kiếp một tôi đắc quả là Tế Điện Hòa Thượng đó. Bác Hai cho ông hỏi, ông Hai cho ông hỏi hồi xưa nghe nó nói là ông ở trên miên về không Hai? Không có. Tôi đâu có ở trên chỉnh. Ở trên miên mà tu gần miên á, trên núi á, tu gần ở chỉnh á. Là trên núi ở trên núi cấm chứ không có đi lên chợ, bị lệnh của thầy đi, lệnh của thầy kêu tôi đi về núi cấm tiếp tay với thầy gì hội Long Hoa chuẩn bị lập, thầy nói vậy. Nhưng mà không phải là ở trên Nam Giang, không phải là cái đó là ở bảy núi này nè, Sắc Sơn bảy núi mình nè, thì tôi mới lên chợ này. Thì tới chừng tôi lên chợ rồi cái thầy đi đâu mất tiêu rồi, tôi ở đó là mấy tháng đó. Rồi khi mà tôi buồn quá không có chỗ tôi cúng lại, tôi mới nói tôi giái thầy ơi, con bữa nay con muốn kiếm chỗ cúng lại mà con buồn quá à. Mà không có chỗ nào rồi được chỗ nào mà cúng lại cho người ta vui vẻ này kia, chứ đừng có chữ lộn chữ lạo, con không chịu. Thầy chuyển con lại chân chỗ đó, thầy mới về chuyển tôi ngay chân cô Đào luôn đó. Sáng là tôi mới cầm số tôi lên bán, thì chị qua lý là cô Đào An Giang có một cô Đào đó, thì chỉ kêu vô chứ nó ông Đạo ơi vô đây tôi hỏi thăm ông chút coi ông là phải đệ tử của Đức Thầy không. Tôi nói tôi cũng không biết chị ba ơi. Cái sau nói ông ngồi đây nói chuyện đi, rồi có người hồi lại hỏi tôi nói là làm sao mà bây giờ thiếu nợ dữ vậy, thì tôi mới nói để cái đó tôi nói được tôi trả lời cho nghe. Thì mấy người đó mới đồng ý ngồi nghe em du hết trơn, mới bắt đầu mua số tiếp tôi là 200 vé mua cái một hết trơn luôn, cầm trả tiền cho tôi rồi đàng hoàng. Tôi mới nói để tôi nói cái bài này là của Đức Phật dạy đó, là nói cái nghiệp của mình đó cũng như mình gây cái nghiệp nhiều kiếp đó. Mà Phật mẫu có nói là hồi nãy bài thơ Phật mẫu đó, nói nghiệp thế gian là nợ nhiều đời đó, là cũng như ông nói trồng bông kiển giống chi hưởng nấy, địa ngục cũng tại tâm làm quấy, mà về thiên đàng tâm ấy tạo ra, bởi chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng đà tại nó. Sông dưới núi trước kia mắt ngó nhắm mắt rồi, thấy nó đặng nào ai biết đường, mau sớm tổ đào.
để đến việc như người thất nghiệp khỏi quy căn cùng nhau hội hiệp phạm nhau mau chân mới kịp đạo màu đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu phải tìm kiếm ở trong não ức. Thì tôi mới vừa dứt lời thì Phật mẫu phóng điển lên một bài thơ nữa đó, bài thơ tôi vừa nói rồi đó, là Phật mẫu phóng điển mà cho bài thơ đó, mà Phật mẫu dạy tôi luôn, Phật mẫu nó nghiệp thế gian là nợ nhiều đời, nghiệp là nợ đó ngang con. Người ta mà lại làm khó làm dễ mình, ta làm tiền mình á, ta làm cho mình khổ đó, là hồi đó con thiếu cái nợ người ta đó, cái đó là cái nghiệp đó. Đất bảy thưa là cái đó bài thơ của Đức Thầy. Đủ lăng linh đó. Mà không gài tôi nói khúc khúc không mà chứ tôi không nói hết, từ bữa nay không nói hết luôn ha. Nói hết bài thơ luôn ha. Bây giờ vào buổi chiều tháng 3 âm lịch đây, cái này là tôi nói bài thơ của Đức Thầy cho tặng cho tôi nha. Vào buổi chiều tháng 3 âm lịch ngày 25 cảm kích giao thơ, có nhân viên chờ đúng ngày giờ, cô qua tặng bài thơ lưu niệm. Phật tự tánh không đâu mà kiếm ngọc dồi mài phúc liễm đợi chờ, chúc mừng người khi nhận ý thơ người xưa tái, chờ giờ hợp mặt là Đức Thầy ông nói tôi là người xưa tái đợi. Bủ sơn kỳ ngày xưa chứng đắc, tôi đắc quả Phật rồi bủ sơn kỳ hương lận. Nay ngộ hình chỉ nhắc thêm thôi, chứ kiếp xưa người đã tu rồi, tái kiếp lại làm tôi thánh chúa, là kiếp này phò vua nè. Cây xanh vẫn còn nhiều lá úa, tự biết mình mà vũ bản năng, dứt thất tình trừ được lục căn, thì thầy mới phóng lần điển huệ là dứt thất tình lần vợ tôi, nó thâu tôi, nó bỏ tôi đó. Thì thầy dạy vậy đó. Thì thầy mới phóng lần điển huệ tu mật tâm, đâu cần kinh kệ lặng tâm trần phát huệ rất mau, lúc này đây vàng lộn dưới thao, phải thanh lọc một màu nhân sĩ. Rồi ngộ lấy những lời quyền bí, trong thi văn thầy chỉ hết rồi, phải thanh trừ cho mất chữ tôi, ngày hợp mặt kế ngồi cơ bản. Nhắc đồng môn hiểu ra thực trạng, biết đạo lành gặp bạn ngày xưa, từ thượng trung hạ đến ba thừa, để hợp mặt bảy thưa ký sự là sao biểu tôi về bảy thưa đó. Thầy có biểu luôn mà. Đất láng linh người xưa cố giữ, bủ sơn kỳ bốn chữ gắn ghi, một ngày tu là một đề thi, ông đạo ráng chữ y đừng lợt, là anh em bạn bè chia sớt, giúp cho đời mới bớt nghiệp mình, tiếp tay thầy cho phải hy sinh, phải sống tốt nghĩa tình dân tộc, bốn chữ lúc này đây là gốc bủ tái trần đạo học phải rồi. Sơn Bạch Long nối tiếp đó thôi, kỳ hương thái ba ngôi đồng đẳng, hương quá chúng kỳ này có đặng hiệp nhân viên mới tặng một bài, là có duyên với thầy đó. Điển xuống đây thơ cũng khá dài, nói hết ý đợi ngài xâm hiệp, thanh trừ kẻ bảo tàng húng hiếp, sĩ phải tường cho kịp long qua, về gốc xưa nối chí Thích Ca. Nước non vốn con nhà Hồng Lạc, ba thành phần tu thân giải thác, Hò Thánh Dương Hiển Đạt Bác Hồ, Bác Hồ là Vua Minh Dương đó. Cũng gần đây bế tự gia vô, ngộ pháp bảo tín đồ thật sự, cơ xây chuyển vạn năng bi thử, khổ đến nơi chuyện dữ xảy ra, lạng nhân tâm đạo sẽ bất hòa, vì nguyên chót màn ba tai hại. Tốt nghiệp trước có nhiều quan trái, nên ngũ hành tránh sái ra binh, bây giờ các vị ngũ hành xuống hết trơn rồi, ngũ hành nữ thôi mà. Nào giông to bão động thình lình khắp thế giới, đao binh biến lạng, thì lúc ấy có ông Quỳnh Trạng, Quỳnh Trạng là Đức Thầy đó, sắp tuồng hay mấy dạng châu nhi, mã long ra cầm lá quốc kỳ, xích long tái hồi quy Nam Việt, lựa kẻ trí cùng người anh kiệt, để sửa đời quá thiệt tinh minh. Bạch Long về giống thiệt thầy mình, sĩ dáng nhớ đức tin cho trọn, ý còn dài nhưng thơ tóm gọn, thanh long ra để chọn sĩ hùng, thanh long là đức cố đó. Thì bá gia mới gặp được khùng, quy nhất thống Bắc Trung Nam Tiễn, ngày 25 giờ chiều phóng điển, cửa thiên sơn nhân thiện mới trao, khắp Á Âu bất cứ nơi nào, người hiền đức được vào cửa thánh, trai trung hiếu gái thị đức hạnh, kỳ quan ba hội thánh dở màn, người thiệt tu có ánh đạo quang, khai củ khiếu bước sang đổi mới. Còn bây giờ sĩ nên chờ đợi, một ngày mai đại lợi nước nhà, phóng điển quan tên tục cử đa, mượn khẩu tớ chúc quà lưu niệm. Người minh triết thầy không phải kiếm, hiểu được rồi nắm thiếm so dây, lời chánh chân thiện mỹ là thầy chờ, họp mặt rồng mây phó hội, xử những kẻ tâm tà tu dối, những người tu dối là bị xử đó, thưởng phong cho sám hối, sao là lỗi lầm xưa tất được bỏ qua, sống an lạc một nhà hòa hiệp, và chờ đến lúc Tây Tà qua tiếp, Mỹ Nhật Nga có dịp cùng vô, chờ đến lúc Tây Tà qua tiếp, Mỹ Nhật Nga có dịp cùng vô, ai phe phan xưng cậu xưng cô, vô một lượt năm nước thì phải bị điểm tô sanh hại, thầy về phạt những người làm sái, thưởng phong cho trai gái có lòng được trở về nhận tổ quy tông, thanh long thức kiểm không thể sót, thanh long là đức cố đó. Hắc long về đố ai thoát lọt, xù long ra sụp hết hai cồn là năm chèo chuyển mình luôn đó. Từ Sài Thành động cả Hòa Thôn, cù long chuyển Phật tôn xuất thế, Phật tôn là Phật Di Lặc đó.
Di Lặc Ra nói theo kinh kệ, ai trường trai nguyên thể được vào, người nào ăn chay trường là được vô cửa núi cấm hết. Được trai ngoài tâm cũng thanh cao, sống thực tế một nhà đạo nhất. Vì kỳ này là thời thánh đức tặng cho người trí thức hiểu qua, ngọc chúc cho tu sửa gấp mà, vì quan thánh sắp ra nguyên thể. Đúng lúc này là thời lập thế, lạng cơ nam trung quế bất phần, cũng là nhân mà lợi hại nhân, đời yểm cụ nghinh tân nên khổ, khá khen cho trai lành biết ngộ, phải đợi chờ thì ác lâm khổ hình. Cho nên mình không có nói rắn được, nó như vậy đó. Mình chỉ bộc lộ mí mí thôi nha. Ừ, mí mí vậy thôi chứ biết còn. Là sau này mình sẽ có một cái trận tay ách nha. Ừ. Bên Campuchia đó sẽ. Thì nó quánh mình nhiều trận lắm, cho nên thầy ông nó mai sau nhiều cuộc đất cài đất là thổ đó. Dạ. Đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa cấp đó, bây giờ nhà lầu chừng 10 tuần cũng không chạy ở đó chết sao? Thì lập cho rồi cái hội long qua đặng coi hiền đức được là bao nhiêu gian tà hồn xác cũng tiêu. Thì cho nên cái người không có tu rồi tới chừng đó không có còn người nào sống hết trơn, nằm thay nằm như thể làn can máu châu ngập đất, khác nào nước dân thay lấp giáp bình dương biển lớn, máu châu đầy mỗi chốn cùng nơi, còn chi mạng sống con người nếu không trưởng phước thì khó ngồi thế gian. Mà cái câu lục tự A Di Đà niệm Phật mà còn ít có ai chịu niệm, nó làm biến không chịu niệm chứ không có nhớ tới tưởng cái chuyện khác không à. Cho nên ít có người sống lắm. Muốn sống sống cũng không được, bị gì không có tu làm sao sống được. Cũng như bây giờ không tu rồi tới chuyện rồi Phật đâu có chứng. Phật cái cấp đó là lo lập hậu, là Phật lo công chuyện, cái chuyện đại sự rồi đâu có ở đó mà chứng minh cho mình nữa. Cho nên bây giờ không tu không niệm Phật thì tới chuyện đó niệm không ai chứng. Chứ dù có niệm 10 ngày tối ngày sáng đêm mà cũng không ai chứng cho mình nữa. Cái gì mình phải lo trước, tu trước mới được cho nó hoàn toàn chứ trước còn trước mới tới mà. Ừ, nó có cái phước sẵn đầy đủ hết trơn rồi, chừng đó mình khỏi yêu cầu gì, mình cũng đầy đủ phước rồi nữa. Dạ, thì theo như chúng cháu thì cũng tuổi nhỏ cũng biết được là mấy ông bô lão cũng như là ông hai thì lúc trước cũng biết được năm 1945 đó ông hai. Ừ. Con nghe nói có một trận mà cái đại dịch đó cũng dữ dội lắm đúng không ông hai? Thì cái đại dịch này thì của Phật sách đó. Trên sách mà. Ở trên sách đó, Phật sách đó, là Đức Thầy sách đó. Dạ, rồi cái nó mới im lặng bao lâu nó mới tái diễn lại chuyện thôi. Thì vài tháng nó cũng tái diễn lại nữa. Bây giờ nó ở ngoài thành phố có nữa rồi đó. Có đúng rồi, có đài kêu nhóc cho. Ừ. Rồi là nhóc cái câu mà thầy ổng nói mà tu nãy tôi không cắt nghĩa đó, nào giông to bão động thình lình khắp thế giới, đau binh biến lạng, đau binh là bệnh dịch đó. Thì lúc ấy có ông Quỳnh Trạng sắp tuồng hay mấy rạng châu nhi mã lông ra, cầm lá quốc kỳ xích long tái hầu quy Nam Việt, lựa kẻ trí cùng người anh kiệt để sửa đời quá thiệt tinh minh, bạch long về chúng thiệt thầy mình. Bạch long là sao thầy về đó, là với làm đạo bây giờ đang nói thầy mất tích tới giờ đó, mà sao thầy về đó, trong bài thơ thầy cho tôi biết là sao thầy hiện diện rồng trắng đó. Bạch long là rồng trắng đó. Bạch long là rồng trắng thầy đó, bởi vì ông dặn tôi đó, ông nói bạch long về vốn thiệt thầy mình, sĩ dáng nhớ đức tin cho trọn, sĩ là tôi nè. Ý còn dài nhưng thơ tóm gọn, ý còn ra bài thơ dài nữa nhưng mà thầy ông nói tóm gọn. Thanh long ra để chọn sĩ hùng, thanh long là đức cố gia chọn lựa người phò vua đó. Thì bá gia mới gặp được khùng quý nhất thống Bắc Trung Nam Tiễn đó. Ngày 25 giờ chiều phóng điển là cho tôi bài thơ này ngày 25 nè. Cửa thiên sơn nhân thiện mới trao khắp Á Âu, bất cứ nơi nào người hiền đức được vào cửa thánh là được. Cái lúc đó là Phật Di Lặc thức thế đó. Vào vô cửa hết. Ừ, vô đó là được vô cửa hết trơn. Thì cái thằng bỏ giống cho Dượng nè, nó có nằm bao, nó thấy tôi là đi vô cửa nó cấm vô được, còn nó bước vô cái bị mấy ông già đuổi ra, nó chứ chú ở ngoài này chú chưa đủ công đức không có vô được. Nó xuống nó nói tôi luôn đó. Ồ, yeah. Thằng đương giống, bỏ giống cho này nó đưa nó mướn người ta đương đây nè. Dạ. Mình nhìn thấy đâu hai giống cái chú mà mặc cái giày á. Ông tổ chức đặt ha. Bây giờ chỉ là có một cái anh đó, ảnh bỏ giọng ở gần đây, anh cũng nói vậy đó ha. Ừ, nói thấy đó. Tôi là vậy đó. Ồ, vậy mà người ta đang bao mà thấy mình vậy là hay lắm ha. Ừ, thấy vậy đó. Nó xuống nó cho tôi hay, nó nói hôm tôi ngủ giấc yên bao của tôi hết hồn, với tôi gặp ông vô cửa rồi. Rồi nói người đó là ta đã đắc đạo rồi. Tại vô còn mấy chú là chưa có đủ, mấy chú phải ở đây niệm thêm đi, chừng nào đủ ở trên Phật mới cho vô. Rồi bắt đứng lại đó, nó không được vô cửa. Cái đó là nó
nó nằm bao nó kể tôi vậy đó, tôi mới giật mình đó chứ. Dạ dạ, vậy thôi cũng kết thúc chơi, kết thúc đời ha. Dạ thì cũng, thôi. Dạ cũng cầu chúc cho bà con. Rồi rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật rồi. Dạ.